mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhai xương múc tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến. Bà bị bệnh viêm xoang mũi ngót mười mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục. Lên Ngũ Đại Sơn xin bái kiến hòa thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi: Lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm, phải không? Dạ đúng vậy. Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật, gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá, bà không đành quăng bỏ đi, nên bỏ vào miệng, nhai nát, múc tủy nó. Sau này, dù gia cảnh có giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã huân sâu, nên vẫn tái diễn. Cho đến nay, thì lúc ăn cá, bà vẫn thích nhai xương, nuốt tủy nó. Phải vậy không? Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì đã thành thói quen rồi, con thấy xương cá ăn rất là ngon. Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà, chẳng phải nói là cho phép được ăn sao? Ăn tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tơ tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Bà vẫn không hiểu, hỏi lại: Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả? Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy. Nói như thế cũng để hình dung, diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết, động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần, và đối với người sát hại nó cũng như rất căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy, dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm dặm, nuốt sống hay đã làm chín như quay, nướng, chân xào, chỉ có bậc giác ngộ, những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dằm, xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân, lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy, thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dung đao là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng, nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính vì nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí. Vì vậy mà người tu hành tin thờ Phật không nên ăn tam tịnh nhục,
càng không thể ăn nội tạng động vật như là cùng tim, gan, phổi, mắt, lưỡi, óc, tủy, vân vân. Đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó. Đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng đại bổ dưỡng. Quý vị đâu biết rằng ăn nội tạng càng nhiều là cùng các loài động vật ấy kết oán thù càng sâu. Lâu ngày nội tạng trên thân mình sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm. Sư phụ, vậy thì đáng sợ quá. Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ? Với điều kiện bà phải chân thành sám hối, thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn, làm nhiều việc phúc thiện và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày bà có thể tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới, nhất định sẽ được cảm ứng lành. Sinh thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống, không nên thả nó vào ao người nuôi cá để chờ ăn thịt. Nên thả trong sông biển, ao hồ rộng lớn để nó có thể thực sự đào sinh. Các loại điểu cầm, thú rừng cũng vậy, hãy thả nơi nào an toàn cho nó. Nếu như kinh tế khá, có thể phóng sinh ba ba và nhiều loài động vật khác, sẽ càng có nhiều công đức lớn bù đắp lỗi xác ngày xưa. Chúng nó có linh tính, không chừng đời nay cũng có thể báo đáp ân tình của bà. Các báo đáp này chúng ta cũng thường thấy. Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, vĩnh viễn không sát sinh và vĩnh viễn không ăn mặn chưa? Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ dặn. Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến, đây là lẽ đương nhiên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại, hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia, về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại Ngũ Đài Sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ Hòa Thượng. Ha ha ha, 问什么的说